Vâng, ok, bây giờ là buổi chiều khá là muộn rồi, bây giờ là hơn 5 giờ, 5 rưỡi rồi, bên em vẫn lắp hai bộ trên Big C Bắc Giang. Đây là bộ hai bộ của anh Hậu. Anh lấy hai bộ liền, một là bộ B12. Một là bộ B12. Sau khi mà anh được người quen giới thiệu, đó là anh Bắc ở Tây Yên Tử, Bắc Giang, thì hôm nay anh Hậu anh sang chơi và anh thấy hay quá, anh đặt luôn hai bộ, lắp cả hai anh em. Anh Hậu anh ở Big C Bắc Giang, Tân Tiến, Yên Dũng, Bắc Giang. Còn hai bộ liền thì bên em cũng setup và bây giờ là di chuyển ra xe. Bây giờ là 5 giờ 30 rồi. Một con đẩy X22 bản Pro VWF 49. Và bộ nữa là bộ G4000. Bộ nữa là bộ G4000 và những con đẩy X23 nữa. Và thêm hai con súp. Bộ G4000 đây ạ. Đấy, anh em là có nhu cầu mùa này mùa âm thanh các bác. Và anh em muốn hát tại nhà thì hãy liên hệ ngay cho đội ngũ Zcam đánh số nhá. Vâng, G4000 mẫu là cây rất hot. Mẫu là cây quốc dân. Tức là mà bày được là cây thì có thể lấy G4000. Bê rất nhanh anh em, vừa đi lắp ở Hưng Yên về hai bộ, bây giờ lại tiếp tục hai bộ ở trên Bắc Giang nữa. Hiện tại bây giờ bên em đang PA về các nền tảng các bác và anh em tiếp cận rất nhanh. Hàng bên em cũng vừa về xong này. Các bác thấy không ạ? Những cặp loa SH 1800 đồ bản khủng đấy ạ. Submonter này, Submonter. Submonter rất là nhiều các bác đã quen thuộc rồi. Submonter. Hai bộ liền các bác nhé. Bác làm ở gần Big C Bắc Giang muốn lắp đặt tại nhà thì hãy liên hệ với đội ngũ Zcam số để được hỗ trợ. Và con súp F1500 nữa. Bác thấy không ạ? Ngày hôm nay bên em đi hết công suất luôn. Không biết bao nhiêu bộ trong ngày hôm nay. Hai bộ. Thường thường kết hợp như thế này thì các bác và anh em rất là tiện chuyến được lợi rất là nhiều. Ở con X23 bản vừa rồi đấy ạ. Đó, anh Hậu anh chờ khoảng tầm hơn tiếng đồng hồ sẽ đến Big C Bắc Giang và bên em sẽ lắp đặt cho anh Hậu nhé. Em bộ rơi đi, em đi thôi, có đồ có gì đâu. Ok, rất là cảm ơn anh Hậu ạ, địa chỉ quen thuộc của anh em đây ạ. Zcam Ninh số 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Hàng cũng về rất là nhiều.